Somebody remind me where I am. I am your Timbuktu. Xin chào các bạn, mình tên là Chu Nguyên Nhi, năm nay mình 8 tuổi, mình học lớp 23 trường Quốc tế Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có biết vì sao mình mặc cái bộ đồ này không? Vì là ba mình là người Hàn Quốc. Mình sắp vô một cái chương trình lớn là gương mặt thân quen rồi. Cho nên mình mượn cuốn sách này mình học cho nó hát hay lên để thì được quán quân luôn. May quá, mình chọn được chú này. Chú cài ô, cài ô, cài ô. Ai kêu tôi đó? Ai kêu tay đuôi? Tôi đây. Anh ăn cá xeo. Anh nha xeo, thật ra xeo. Con ơi, con muốn biến thành ai? Con muốn biến thành một cô gái xinh đẹp. Chú bấm đi. Xa mình quá. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ai coi cho? Abacusuvo. Abacusuvo. Ây dò. Ây xa xa mồ. Ây tàu cho tô. Ây dò. Ây xa cái xe ô tô. Chú nói gì con không hiểu. Chú nói chứ con không hiểu nên sao con hiểu được. Ở Việt Nam nè, thì con thích là ca sĩ nào nhất? Dạ, con thích ca sĩ Thu Minh với lại ca sĩ Mỹ Tâm. Rồi nếu như mà trong chương trình này á, lỡ như con không bấm được hai cô Thu Minh và Mỹ Tâm để con hóa thân thì con có buồn không? Dạ, cũng hơi buồn thôi. Không có buồn lắm mà bể tan nát cái tim ra. Trời ơi. Lúc mà mẹ không cho con đi chơi thì con có thể bể tan nát cái tim ra. Ủa, nếu như bể tan nát cái tim ra vậy sao giờ con ngồi đây? Vì là trong lòng thôi. Trong lòng thôi chứ trái tim mình vẫn còn nguyên đúng không? Chứ nếu trái tim mà nó bể tan nát ra thiệt là tốn băng keo mua dán lại lắm á. Keo, Keo Giót, một gương mặt rất là quen thuộc với khán giả của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Khi mà Keo làm việc với cái cô bé này thì Keo cảm thấy như thế nào? Nói chung là Keo cũng rất là hứng thú tại vì Nhi có một cái tính cách giống như Keo ở chỗ là hai người cũng thích nhảy múa rồi hơi quậy và tưng bừng. Như vậy thì chúng ta hãy xem thử cái quá trình tập luyện của Keo và bé Yêu Nhi như thế nào quý vị nha. Mi 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 ma mi 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 ma mi 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 ma mi 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 mi. Rốt là cái gì? Rốt là cái gì nè? Đó, nhảy theo đi. Anh nhảy theo. Lắc đầu nhảy theo. Không thích nhạc rốt luôn hả? Yeah. Cái bài này là nhạc rốt. Đúng rồi. Yêu có chuyện cố tiếp trong lời kể của ông và cha dân ca máu thịt người Việt ta như thiết tha như lời ru của mẹ cha. Sao chú nhảy chứ nhảy? Con phải nhảy. Trời ơi, cái thử thách lần này dành cho con khó nha. Con phải hóa thân thành một ca sĩ người lớn mà lại là một ca sĩ nam nữa. Phạm Anh Khoa, con nghĩ sao? Dạ, hơi một chút mảnh trái tim nó lại bị bể ra một chút rồi. Trời ơi, sao ơi, con bể tim hoài vậy con? Con cứ bể kiểu này hoài là tim chú nó cũng tan nát đó. Khi mà con phải hóa thân thành một ca sĩ nam như vậy á, thì con tập những cái động tác á, có khó không? Dạ, khó nhất là chú cứ khom khom giống như là con rùa á. Nữa là chú nhảy cái tay chú như thế nào con không nhìn rõ. Hát like khó nhìn, người ta quay chỗ này, quay chỗ kia, quay cái chỗ đánh nạn, mấy cái chỗ đánh trống không biết chỗ làm gì luôn. Cho nên rất khó là cái điểm đó. Rồi còn cái điểm hát thì sao? Bởi vì cái giọng chú Phạm Anh Khoa là giọng người lớn, mà giọng khàn như vậy thì con phải làm sao để có được cái giọng giống như chú Phạm Anh Khoa cho nó khàn khàn hả con? Ăn kiwi nhiều thì nó khàn cho nên ăn mỗi ngày ăn 2 cái trái kiwi. Khi mà số này hết á thì mình uống nước chanh, uống nước muối nó hết liền. Ôi khó quá cây ơi, khó đúng không là biết khó. Làm sao đây? Khó thật thưa quý vị. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem bản gốc Phạm Anh Khoa quý vị nha. Trèo lên quan dốc mỗi góc ôi à cây đa rằng tôi ôi à cây đa.
Nào, bây giờ thì mình sắp sửa mình lên sân khấu, mình hóa thân thành một ca sĩ nam nè, hát rock Phạm Anh Khoa nè. Bây giờ mình phải tập từ bây giờ đi con. À, khom khom xuống cho giống Phạm Anh Khoa nè. Đó, yeah. Giọng khàn lại chút. Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Yeah, cái coi. Yeah. Yeah. Rồi, quay quanh kia chào nắm tay chú kêu. Yeah. Yeah. À, mời hai chú cháu bước lên sân khấu. À, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy chia tay tạm thời bé Uyên Nhi cùng với Cao Gió. Họ sẽ cùng xuất hiện trở lại với sân khấu chúng ta với hình tượng của ca sĩ Phạm Anh Khoa trong bài hát Gầy Đà. Những cái sự chúng ta còn bé thơ, câu chuyện còn tiếp tục là mầm chỉ nhận thức còn ngu ngơ. Tập đất nghiệt cát vui chơi và ca hát, cứ một trong lòng mà nghe lời ru hiu hiu chưa mát. Chiều mát con trời lên là bu bơ e à, hát một câu mơ nghe. Những câu chuyện còn tiếp từ lời kể của ông và cha, dân ca máu thịt người Việt ta như thiết tha như lời ru của thể nhà. Bao bao bao. Xem hồi cái đêm trăng sầm rằng tôi lý hồi ở cây đa, tôi lý hồi ở cây đa. Phạm Anh Khoa phiên bản nhí của chúng ta. Xin cảm ơn ba nhạc công nhí, hai anh chàng quánh đàn guitar mà cái đàn bự hơn cái người luôn. Rồi xin cảm ơn các anh chàng đánh trống là cái trống che ngang nửa mặt luôn, không thấy đâu hết. Chắc chắn rằng chúng ta vừa đến với một cái phần trình diễn vô cùng sôi động của bé Uyên Nhi và Kyle York trong hình tượng của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Wow, đến giờ vẫn còn chào dày nè. Quý vị khán giả thấy phần trình diễn của bé Uyên Nhi với hình ảnh của Phạm Anh Khoa có nóng không? Con có thấy nóng không? Dạ con thấy nóng lắm rồi. Nóng lắm rồi và chắc chắn ban giám khảo cũng đang rất là nóng lòng dành những lời góp ý cho con đây. Chúng ta cùng nghe nha. Mai mốt muốn học hát đến gặp cô nhé. Dạ. Trời ơi. Nhận liền đi con, nhận liền đi. Dạ. Ngoài cái chuyện mà bé hát hay ra, bé có cái biểu cảm rất là tốt luôn. Con diễn rất là tự nhiên. Nếu như mà cô Mỹ Linh không vô Sài Gòn để dạy con hát, con tới bên kịch cô đi. Trời ơi. Yeah, yeah đi con.
Tôi đâu rõ ràng tôi không phải bà em. Đó, hai bà tự nhận thôi nhau. Thôi con ạ, để cô dạy con diễn kịch, còn cô Hồng Vân dạy con hát. Trời ơi, thế đi. Thế. Con, ba con là người Hàn Quốc. Dạ, ba con là người Hàn Quốc, mẹ con là người Việt Nam. À, thì nhưng mà con nói tiếng Việt rất là rành rỏi, rất là giỏi. Và khi con nói chuyện với ba thì ba có biết nói tiếng Việt không? Dạ, đang học tiếng Việt. Vậy bây giờ con có thể con hát một bài hát về tiếng Hàn Quốc đi. Tiếng Hàn, ha. Tiếng hát tiếng Hàn Quốc đi, vừa hát vừa múa cho tất cả mọi người ở đây thưởng thức con nha. Rồi, một tràng vỗ tay cho bé Uyên Nhi. 네모난 침대에서 일어나 눈을 떠보면 네모난 창문으로 보이는 똑같은 풍경 네모난 문을 열고 네모난 테이블에 앉아 네모난 조간신 문 문 뒤 네모난 탄력이 그려진 똑같은 하루를 의식도 못한 채로 그냥 숨만 쉬고 있는 걸 주위 품상품들은 왜 다 온통 네모난 건지 몰라 짜면 그건 네모의 꿈일지 몰라. Lúc đầu tiên con chỉ cái gì mà chú không hiểu mà cứ chú nghe cái gì à, nè cái, nè cái namun cái này nè cái namun là cái gì? Dạ, có nghĩa là giống như một câu chuyện á. À, con đang kể một câu chuyện về một cái hình vuông. À, giống như là giới thiệu hình vuông á. À, cái bài đơn giản là giới thiệu cái hình vuông thôi hả? Nữa là giấc mơ của hình vuông nữa. Con hát bài cái bài hình vuông, cái giấc mơ hình vuông của con mà làm sao mà nó như đọc rap ấy. Cái hình vuông nó thế. Nghe cái bài hình vuông là thế, nhưng mà lúc cái đoạn sau là một đống hình vuông nó chồng lên. Mình nghĩ rằng là Kayo rất là nên tự hào vì Kayo đã thành công trong cái tiết mục ngày hôm nay. Bởi vì giám khảo bao giờ cũng sẽ dành những lời nhận xét nhiều hơn cho các con. Nhưng khi mà nhận xét các con chính là nhận xét các thầy đang đứng ở cạnh. Bởi vì rằng là phải có người bạn diễn cùng để chỉ bảo thì các con mới được như thế. Cảm ơn giám khảo. Cảm ơn bà giám khảo. Xin chúc mừng Cao Giót và bé Uyên Nghi.